xăng sẽ tăng mạnh vào ngày mai. Giá xăng ngày 28 tháng 3 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng từ 550 đến 580 đồng mỗi lít. Theo dữ liệu từ Oil sáng ngày 27 tháng 3 giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI của Mỹ hiện được giao dịch ở mức 81,2 USD mỗi thùng, giảm 0,42 USD mỗi thùng, tương đương giảm 0,51%. Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao ở mức 85,73 USD mỗi thùng, giảm 0,52 USD mỗi thùng, tương đương giảm 0,6%. Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng tăng so với kỳ trước. Xăng 92 đang được giao dịch ở mức 104,1 USD mỗi thùng, xăng 95 ở mức 108,67 USD mỗi thùng, tăng khoảng 2-3 USD thùng. Dựa vào diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày mai, ngày 28 tháng 3, xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 550 đồng mỗi lít, xăng RON 95 tăng 580 đồng mỗi lít. Trong khi đó, giá dầu diesel được dự báo giảm 400-500 đồng mỗi lít. Trường hợp dự báo trên là chính xác, mặt hàng xăng sẽ có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Nếu Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn. Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 21 tháng 3, cơ quan quản lý quyết định tăng 729 đồng mỗi lít đối với xăng E5 RON 92, lên 23.219 đồng mỗi lít, tăng 741 đồng mỗi lít đối với xăng RON 95, lên 24.284 đồng mỗi lít. Giá xăng hiện lên mức cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Mới đây, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến ngày 24 tháng 3, trên toàn quốc đã có 14.727 trên 15.981 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, ước đạt 92,2% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu, còn 1.254 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 7,8%.